Quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị, bạn Thụy Hoàng là thí sinh duy nhất may mắn bước vào vòng thi này. Và bây giờ bạn sẽ có cơ hội trải qua với sự lựa chọn 26 chiếc cặp mà giá trị của nó đang hiển thị trên màn hình. Bên trái trên màn hình của chúng ta là những giá trị từ 1.000 đồng đến 500 ngàn, tạm gọi là những giá trị nhỏ. Và bên phải từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng là những giá trị lớn. Làm thế nào để bạn mở nhiều giá trị nhỏ, càng nhiều càng tốt, ngân hàng sẽ chào giá được cao và cố gắng giữ lại những chiếc cặp giá trị lớn. Khi đó không lệ thuộc vào chiếc cặp của bạn là bao nhiêu, ngân hàng sẽ chào giá mua rất là cao. Nhưng mà vòng thi này thật ra hoàn toàn không đơn giản, cần phải có người hỗ trợ giúp đỡ. Bạn hãy giới thiệu những người thân của mình để hỗ trợ trong vòng thi này. Bạn hỗ trợ của tôi tên là Đoàn Văn Thường và bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung. Vâng, xin mời hai bạn có đôi lời tự giới thiệu về mình. Xin chào các bạn, tôi tên là Thường, tôi đến đây cổ vũ cho Thị Hoàng. Mong là Thị Hoàng sẽ đạt được một con số mong muốn của mình. Và người bạn thứ hai. Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung mà tôi đến đây cổ vũ cho bạn của tôi. Bạn Thị Hoàng thân mến, bạn sẽ có cơ hội mở 6 cặp, sau đó ngân hàng chào giá và mở tiếp 5, 4, 3, 2, 1. Giữa những đợt như thế, mở càng nhiều cặp nhỏ, ngân hàng sẽ chào giá được cao. Còn bây giờ thì bạn có thể giữ lại cặp 16 của mình ở vị trí ngồi lúc ban đầu hoặc đổi bất kỳ cặp nào tùy ý. Tôi quyết định giữ lại cặp ban đầu của tôi. Đó là cặp số 16. Vâng, xin được chúc mừng bạn. Và bạn Thiên Thanh sẽ mang cặp 16 đến vị trí cho bạn Thùy Hoàng. Được sẵn sàng, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần nồng nhiệt cho bạn Thủy Hoàng bắt đầu phần lựa chọn của mình. Cũng xin lưu ý, tất cả những người thực hiện chương trình và người dẫn chương trình cũng vậy, đều mong muốn thí sinh của mình đạt giá trị cao nhất. Và điều này còn tùy thuộc vào sự may mắn. Không biết bạn thích phiêu lưu mạo hiểm hay là thích cẩn trọng, chiến lược của bạn ra sao? Dạ, lúc nào cẩn trọng thì cẩn trọng, lúc nào cần phiêu lưu thì phiêu lưu. Wow, tùy tình huống đúng không? Dạ. Mời bạn bắt đầu lựa chọn sáu cặp đầu tiên. Tôi xin chọn cặp số 24. Cặp 24, bạn Mỹ Linh chuẩn bị. Đó là giá trị nào? Chúng ta cùng chờ xem. 25 triệu đồng. Một trong ba con số lớn nhưng không chưa phải là lớn nhất. Còn 5 cặp. Tôi xin chọn cặp số 4. Bạn Bảo Thi chuẩn bị. Kết quả của cặp số 4 là giá trị 25 triệu đồng. Còn 4 cặp. Tôi chọn cặp số 12. Xin được mời bạn Thi Ngọc chuẩn bị. Với kết quả là 15 triệu đồng. Hãy cẩn thận giữ lại con số 20, 50 và 100 triệu. Còn 3 cặp nữa. Tôi chọn cặp số 6. Hoài Phương chuẩn bị. Ấn số trong cặp số 6 là 100.000 đồng. Còn 2 cặp nữa. Tôi chọn cặp số 2. Mỹ Lan chuẩn bị. Kết quả cặp số 2 là giá trị 5.000 đồng. Còn 1 cặp. Tôi chọn cặp số 21. Thúy Di chuẩn bị. 1.500.000 đồng. Và mua giai đoạn này, chiếc cặp số 16 là 1.870.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Tôi không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 4 cặp nữa. Nhà Thường chọn dùm Hoàng một cặp nữa. Thường chọn dùm Hoàng thêm một cặp nữa đi Thường. Chọn số 10. Diêu Hiền chuẩn bị. 1.000 đồng. Wow. Tiếp tục còn 3 cặp nữa. Tôi chọn cặp số 15. Cặp số 15, bạn Tú Thanh chuẩn bị. Kết quả ẩn số của cặp 15 là 10.000 đồng. Tiếp tục, bạn còn 2 cặp nữa.
Tôi chọn cặp số 26. Cặp số 26, dãy số cuối cùng, Nguyễn Phương Thảo chuẩn bị. Kết quả là 2.500 đồng. Yeah. Woo. Tiếp tục còn một cặp nữa thôi. Tôi chọn cặp số 13. Ngọc Hạnh, cặp 13 cũng là cặp cuối cùng của đợt này. Từ từ mở. 20.000 đồng. Yeah. Ngân hàng chào giá ngay sau đây. Đợt này bạn đã có quá nhiều may mắn nhờ sự hỗ trợ của bạn Thường gợi mở cho bạn. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 16. Giai đoạn này là 3.250.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Tôi không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 3 cặp. Thường ơi, mở cặp nào nữa bây giờ? Em lựa cặp nào thấp thấp, nhỏ nhỏ, thường thường thôi. Mấy người mẫu 18 dễ thương, chọn 18 thôi. Nguy hiểm đấy, cái gì mà dễ thương là nguy hiểm á. Bông hồng thường có gai á. Gai là chắc không nhọn đâu. Em quyết định đi Hoàng. Dạ, em đồng ý chọn số cặp số 18. Đồng ý chọn cặp 18 với bạn Vi Thảo dễ thương. Xin mời Thảo xem. Đó là kết quả 10 triệu đồng. Hơi bị nhọn đó Thường ơi. Còn 2 cặp. Tôi xin chọn cặp số 23. Cặp 23, anh Thư chủ tịch. 4 triệu đồng. Ngân hàng sẽ chào giá sau khi bạn chọn thêm một cặp nữa. Tôi chọn cặp số 8. Kết quả của cặp số 8, Bửu Hằng chuẩn bị, đó là 3 triệu đồng. Yeah. Ngân hàng chào giá ngay sau đây. Bạn đã may mắn giữ được con số 120 triệu. Đó là điều hết sức quan trọng để chiếc cặp của bạn, chiếc cặp 16 sẽ được chào giá cùng cao hơn. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp 16, giai đoạn này là 5.100.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Tôi không chấp nhận. Không chấp nhận. Và bây giờ chỉ cần mở 2 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Tôi xin chọn cặp số 1. Mời vị trí của thí sinh số 1 dự đoán. Giai đoạn này nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1.200.000 đồng. Giá trị cặp số 1 là cặp là giá trị nào đang sáng đèn trên màn hình? Xin mời. Tôi là Thanh Hiền, dự đoán cặp số 1 trị giá 1.250.000. Xin mời bạn Minh Ngọc, vị trí cặp số 1 chuẩn bị. Từ từ mở. 1.000.000 đồng. Đoán chưa chính xác. Tiếp tục chọn một cặp nữa. Cặp số 20. Vị trí 20 dự đoán. Tôi tên Kiến Quốc, tôi dự đoán cặp số 20 là 75.000 đồng. Bạn Quốc rất muốn cho bạn Thụy Hoàng vui lòng, cho nên đoán con số 75.000 đồng. Còn nếu như bạn đoán đúng thì còn vui hơn nữa khi bạn được tiền thưởng là 1.000.000 đồng. Quân Nhi, vị trí cặp 20 chuẩn bị. Từ từ mở. 250.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi với cặp 16 ngay sau đây. Vì vừa rồi là hai số nhỏ đã được mở ra. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 16, giai đoạn này là 8.700.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Wow, số tiền này thật là lớn. Nhưng mà không biết có nên tiếp tục hay không. Bạn Thường ơi, chấp nhận hay không chấp nhận ạ? À? Theo em thì không chấp nhận. Bạn Nhung thì nghĩ sao ạ? Em cũng nghĩ vậy. Các khán giả nghĩ thế nào? Chấp nhận hay không chấp nhận cái gì?
cuối cùng quyết định đi thi hoa. Tôi không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội chọn một cặp nữa thôi. Tôi xin chọn cặp số 14. Xin mời vị trí 14 dự đoán. Tôi tên Sơn, tôi đoán số 14 là 100 triệu. Sơn đoán đúng, tiền thưởng dành cho Sơn là 800 ngàn đó. Phương Ngân chuẩn bị cặp 14, giá trị bên trong là 5 triệu đồng. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 16 giai đoạn này là 10.300.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận ạ? Tôi không chấp nhận. Mời bạn chuẩn bị chọn một cặp nữa. Tôi chọn cặp số 9. Vị trí số 9 dự đoán. Tôi tên Hồng Trang, tôi dự đoán cặp số 9 là 20 triệu. Hồng Trang thân mến, hãy chờ xem từ cặp số 9 của bạn Kim Liên, xem bạn có được tiền thưởng 600 nghìn không nhé. Kết quả là 50 nghìn đồng. Ngân hàng chào giá. Có lẽ nào cặp 16 lại là 100 triệu hay sao? Alo. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 16 là 14.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận vậy Thường? Tại em thì không chấp nhận ạ, tại vì còn hai con số lớn. Và quyết định cuối cùng thuộc về bạn Thùy Hoàng, chấp nhận hay không chấp nhận ạ? 14.200.000 đồng. Ngân hàng Gia Định đang chào mua chiếc cặp số 16 của bạn, có bán không ạ? Chấp nhận không ạ? Dạ, tôi không chấp nhận. Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở một cặp nữa thôi. Cặp số 22. Vị trí 22 dự đoán. Tôi tên là Bích Thảo, tôi dự đoán cặp số 22 là 20 triệu. Bích Thảo đoán cặp 22 là 20 triệu. Giai đoạn này nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 400 nghìn đồng. Cặp 22 đang làm hồi hộp sao xuyến tất cả những người trong khán phòng. Hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ cho bạn Thu Huyền. Kết quả của cặp 22 đó là giá trị 1.250.000 đồng. Thưa quý vị, ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Chẳng như thế à? Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 16 với giá trị là 26 triệu đồng.